Mà khi mà bật lửa đó là dưới dưới cái quan tài có để cái đèn hay là ánh lửa gì có cái đèn ở dưới, có cái đèn trong dưới. à. Dưới hai bên này có mình có mấy cái đèn cày đó, Ừ. có cái đèn cày để đó, có gặp việc mình ở lại việc mình đó đúng. Dạ, Thanh Hải xin mến chào toàn thể quý bà cô chú cùng anh chị em và các bạn nha. Thì hiện tại hôm nay là buổi sáng mình có đến nhà của anh Biển, cái anh mà đã ra đi tại công kinh đó quý bà cô chú anh chị. Thì như sự việc mình cũng đã chia sẻ thì mình nhắc lại, có nhiều quý bà con cũng không được hiểu. Đó là ngày hôm trước anh Biển tắm cùng với cậu con trai. Đó, thì sau đó thì cũng như là chiếc dép của người con trai của anh Biển á rơi xuống. Thì anh Biển mới lội ra để mà vớt chiếc dép lên, nhưng mà không hiểu lý do như thế nào rồi, chắc có thể là bị giật bẻ hay gì đó, thì anh Biển lặn xuống. Sau đó thì cậu con trai ngồi trên bờ chờ 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 hoài, chờ mãi không thấy, thì cậu con trai cứ nghĩ rằng là ba lặn xuống trốn không à. Nói sau đó cậu con trai mới đi lên bờ, xong thì đến tối thì cũng không thông báo gia đình. Đến khi mà ông nội phát hiện không thấy ba đâu, hỏi lại thì nói rằng là ba lặn dưới sông. Ba lặn dưới sông rồi ba không có nổi lên đó. Thì ngày hôm sau thì mới tìm được cái thân của anh Biển ở tại công kinh đó, và cũng vị trí đó cũng vài chục mét, do là cái lượng nước trên kinh nó không có đạp, không có chảy. Thì ngày hôm nay mình đến đây mình trả lời cập nhật là cái lễ an táng của anh Biển là 10 giờ ngày hôm nay đó. Thì anh Biển trước đây sống cũng có vợ và sau đó cũng đã chia tay 12 năm rồi, bỏ lại hai cậu con trai sống cùng với anh Biển. Thì hiện tại nghề nghiệp thì không có ổn định, rồi ai mướn gì làm đó. Còn hai cậu con trai thì kể từ khi mà mẹ bỏ đi á, nó giống như là một cái sự mà trầm cảm với bà cô chú anh chị. Khi mà anh em đến tiếp xúc hỏi chuyện á, thì hai cậu con trai không có trả lời nha, là ngại về cái vấn đề tiếp xúc như lạ đó, cho nên không có trả lời. Hai con trai rất là khờ. Thì tại một vùng quê á, thì ở trong đây thì cũng không có đông bà con cho lắm, cũng được tầm khoảng mười mấy 20 người gì đó cũng đến đây, cũng san sẻ cái sự đau thương mất mát cùng với gia đình anh Biển. Đây là căn nhà của ba của anh Biển nha. Còn ngôi nhà của anh Biển thì chỉ là nói chung là đủ kính nắng kính mưa thôi. Nói tiếng đủ kính nắng kính mưa thì chưa hẳn là đủ kính nắng kính mưa, nó quý bà cô chú anh chị siêu dẻo dột nát rất là nhiều. Hôm qua ngày hôm qua là tìm được cái thân của anh Biển đằng kia, sau đó nó mang về chỗ vị trí ngay chỗ này. Gia đình cũng đã đưa lên trên nhà để mà chuẩn bị lo cái hậu sự. Thì ngày hôm nay 10 giờ nay thì sẽ làm lễ động quan. Còn ở phía sau này là nơi vị trí mà anh Biển anh an nghỉ nè. Được biết rằng là cái áo quan nó bị bốc mùi với mời của chúng chị. Vị trí nơi để anh Biển an nghỉ đúng không bà cô chú anh chị. Bên trong đây thì hai đứa con trai của anh Biển cùng với người nhà. Cái đó là phốt pho trong trong cái đó mạnh quá mạnh này đó, cái hơi xịt mũi nha.
giờ quá trời nó hôi, không có gì mà cái nước này nóng lên, nó là nó hôi dữ lắm, mà cái hòm nó nứt dữ, nứt phía bên trong này. Thì chưa, không ai dám lại sửa cho hả? Cái đang đi người ta để vô cây su người ta quấn lại như vậy. Cái đó mình có mua mấy cái loại mà keo, thứ mà keo gà kính mình gà vô mấy cái keo vô nứt được không? Vậy là lúc đó người chị đang cái đường về cũng khấn vái gì nữa ha. Rồi anh mới vừa vô vừa nghe bà con của bác ngoài trước nói là cái áo vang của anh mà lại có mùi đó, rồi cái lửa nó phục là sao em? Tại vì cái mũi nó chậm phục hơn, cái khí chậm theo mũi. Do cái lượng phốt pho trong cái áo vang nó ra hả? Trong cái không phải, trong cái thịt mũi là giờ này anh lấy thịt mũi rồi anh lấy cái đèn cạy anh để với cái thịt mũi nó cũng phục lên giống như là anh không gọi là phun gì phun dầu lửa rồi này nọ thôi nó cũng giống vậy thôi chứ đâu phải là nó phục cái ấy lên thì nó phục lên đâu mà nó cũng ngầm ngay cái áo quan luôn tới đó tới phút đó tại vì thịt tới đó rồi ngay chân tới ngọn đèn nó sáng lên ở đó nó tới hai ngọn đèn cao ạ cho nên nó mới dính vô cái ngọn đèn nó phục lên như vậy chứ đâu có ấy đâu rồi sáng giờ điện đạo tị có điện không thầy chùa lại tụng không thầy chùa không lại chưa ai lại tới à, hiện tại thì cái áo quan nó bị nứt ha rồi nó ra có mùi không được chất lượng luôn quán không kỹ nè qua có quán cây su lên luôn không quán cao su mà chắc không kỹ quá ta cái này giang hồi cưng mua thêm mấy cái lớp cao su rồi dép mà nữa khiêng đi thọt vô thọt vô quán kỹ lại mới được lúc khiêng đi phải quấn kỹ lại mới được chứ kỹ anh em mà sao người ta chịu nổi do hôm qua cũng hai lớp rồi mà tại không kỹ ha là phát hiện hồi sáng này hả gì chị sáng này là nó hơi có mùi ha do đó bà con mới kéo qua phía bên kia mấy giờ người ta cũng đâu biết vô tình đâu ai biết thì mình biết mình về trước ha dạ. Mình biết mình về để cho người ta tránh mình hèn chi hồi nãy em đi ngang em cũng thấy có cái đó cái dấu hiệu đó nhưng mà em không biết là cái đó không để ý như mình ngoài mới vô mình đâu có để ý đó nên thứ nhất là do chắc hôm qua quấn hai lớp bọc không kỹ thứ hai nữa cái áo quan nó do từ thiện rồi nó lúc nó sơ xích nhiều những cái đường phải không chị tức là kết hợp với hai cái mình nói chung là mình gói mình không có thể nào là mình lại mình cũng không có người ta đứng người ta coi giùm được nữa cho nên là mình gói đồ hình đâu có biết cái gì đâu
Tại do cái vấn đề này nó nhạy cảm quá. Phải mình có tiền mình đi mua ở bên kia thì người ta đưa cho mình đủ nguyên trọn gói luôn thì đầy đủ. Rồi mình có quyền ta làm cho mình kính ha. Dạ, ta làm cho mình kính đáo. Thứ hai nữa nó nổi lên là nó cũng có mùi sẵn rồi. Dạ. Do đó cái lúc làm mà cũng sơ ý làm cho mau lẹ, cũng không phải là tay chuyên nghiệp trong đội mai táng. Bên đây là bên đội thiện nguyện. Thiện nguyện từ thiện không à. Do đó rồi lúc sơ sức chút xíu mà vậy mà trong cái áo quan nó nứt vậy mà lại có liền ha. Rồi cái lửa xịt là nó phật lửa là do cái hả? Xịt nó bay cái hơi của nó. Ừ. Cái hơi trong cái áo quan là cái lượng phốt pho trong cơ thể người ra, do đó khi gặp lửa thì sẽ phật một đốm lửa liền. Rồi. Nghe nói nó phật ý giả dứ hay là trên cái bên đốm đường chỗ nó ra nặng hồn. Thì chỗ nào nứt nhiều thì nó ra nhiều. Ta đóng nó cũng phải có một cái này cái kia rồi. Rồi lúc xui rủi thì những cái hàng mà ta để lâu. Rồi sáng giờ có xử lý được gì chưa chị? Mình đâu có cách nào xử lý được, nó bên trong mình ra mình ở ngoài này mình không có phương nào làm gì được chứ. Mình không có dán hay chét gì lại cho đã. Rồi chút xíu khi đi động quan là mình chùm cái bọc ngoài nữa. Chùm kim lết một bột lại. Mình đội cũng không làm. À vậy đó ha. Gấp quá rồi cũng hơi khó. Hôm nay qua định là tiệc là nó có thợ mấy ông thợ hồ mấy ông làm việc mà qua là tự sáng luôn đó. Cũng may là mình chọn cái giờ nó gần buổi sáng rồi, nếu mà tới 2 giờ chiều nữa càng lâu nữa thì càng mệt nữa. Mình không có lựa giờ, định chừng nào xong là bán chứ không có ấy. À, tức là chừng nào mở ngoài sao đào xong rồi là bắt đầu là đi động luôn. Đúng rồi. Chứ không có chọn giờ giấc gì luôn. Không có chọn giờ. À, ra là dữ ha. À. Bởi vì hàng chi mấy anh em đi ngang cái tự nhiên nó có một cái mùi như vậy đó rồi cũng không biết là như cái gì. Tưởng đâu là cá hay là mắm gì đâu không à. Dạ. Rồi hai cháu hiện tại đâu rồi chị? Không cho lại gần cái áo quan của cha luôn ha. Dạ. Nó nặng quá mình nếu mà có cơ thể con người mà đôi lúc mà qua chạm phải thì cũng có thể xảy ra phải cảm. Là lúc mà khi mà phật lửa đó là dưới cái quan tài có để cái đèn hay là ánh lửa gì không? Có cái đèn ở dưới, có cái đèn trong dưới. À. Dưới hai bên này có mình có mấy cái đèn cày đó, cái đèn cày để đó. Phật. Mà không biết nó kéo nó gặp hay gì không biết. À. Tại vì sắm thì tôi không có lại gần nó được, không có. Nãy em quay nè, em quay chúng quan tài. Phật luôn hả? Phật cao không? Hả? Phật ngọn lửa cao không? Phật cao nó áo qua cái đó. À. Chỉ có tới gặp việc mình không lại việc mình cái gì. Lúc đó chắc khi mà Phật lên chắc bà con ngồi gần đó hết hồn chứ hết anh? Không có anh này. Có hai ba người hả? Vậy hả? Anh này với ông anh kia với nhỏ cáo này nè. À. Gặp cho nên nãy em đâu có gặp đâu. Gặp. Chị là chị thứ mấy của anh Biển? Thứ năm. À cái người chị ngày hôm qua phỏng vấn là người thứ sáu quá. Rồi chị sao mới hay anh Biển là như vậy chị? Chị thì ở gần đây, ở gần
Cái bà chị nào mà ngày qua mà xém ngắt xỉu là bà chị nào? Bà chị thứ hai. Bả lại bả tắm đó, không có ai tắm cho nó được trơn đó. Bả là người chết nhát nhất đó mà bả lại bả tắm luôn. Tại nó bốc hơi quá cho nên nó chịu nổi. Mùi chịu nổi với mệt ha. Tính là cái đội mua cái gì vô, mua tắm rửa rồi không biết. Nên đổ rượu rồi tắm không đó mà còn gì đó, rửa không? Đúng rồi. Rửa không, nó còn bao nhiêu chị nổi. Phải em mình dán cố gắng chứ nếu như người lạ mà lại đứng nhìn tôi không dám lợi luôn nữa. Đứng đằng xa nhìn lợi không thấy ngày hôm qua có chị nào vuốt mặt đó với bà chị hai rồi mấy đứa cháu là không đám rồi mình tính như thế nào chị ơi nữa xong rồi nó đi theo cô hai nó đầu đi theo cô hai nữa à. Nghe cô hai nó ba cũng đi làm ở ngoài Đồng Nai. Tôi nghiệp hai đứa nó khờ quá. Đặt trường kia ở cá món rồi. Làm cá mà ở ngoài này. Đợi đi theo, đi theo cho cái thằng lớn nó mới biết, nó biết ham học gì đó. Nó đòi nó hô cô cho con đi học nha. Cái nó là được đó. Được đó, cô cho con đi đi. Cái mà nói thôi bây giờ nó bự quá, nó vô ngồi học chung với mấy đứa nít nó cười. Đó vậy không học luôn hả chị? Không có học luôn. Tội nghiệp luôn. Cái nói hù, cái thằng cha nó mới nói hù. Trời ơi, mày cầm cái điện thoại tối ngày rồi mày đi học, cô nào cho học. Nó mới vô trường, ai đâu cho cha cầm điện thoại. Nó biết nói gì đó là thằng này nó ham học. Thấy hai đứa nó ít chịu tiếp chuyện với người ngoài chị. Đúng rồi, nó ấy đó với ngoài nó ít nói chuyện. Cái này giống như là nó muốn tự kỷ. Dạ đúng rồi, giống muốn tự kỷ vậy. Cho nên là nó chỉ nói chuyện với cha nó chắc thôi. Có lẽ là dưới cái điện thoại thôi. Chắc có lẽ là từ khi mà cha mẹ nó chia tay nó buồn á chị. Lúc mà cha mẹ nó chia tay cái thằng lớn nó biết, còn thằng nhỏ nó không biết. Trước đây thì bây giờ nếu như mà bây giờ mới anh hỏi ai đẻ con ra thì nó nói cha nó đẻ thôi hả? Chứ không biết là mẹ nó đẻ. Nó không có nói mẹ nó đẻ. Mẹ không có gì. Không mẹ mày đâu, nó có mẹ cha con đẻ. Ủa chị ngày hôm qua cho hay gì đó rồi vợ của anh Biển có về không? Có anh vợ đó. Vợ. Quê vợ anh gần đây không chị? Gần. Gần có đây ở ngoài đây mà gần gần ở ngoài Tân Tiến một chút rồi thôi em cảm ơn chị nha. Dạ.